thì bây giờ người ta hay nói là các bạn Gen Z ấy, suốt ngày nhảy việc. Thế hệ trước đâu có thế. Không, chị Ánh mà chị cũng thế đấy. Thế thì chị Ánh nhảy bao nhiêu công việc rồi? Chị Ánh bảo là 8 công việc. Câu hỏi đấy là câu hỏi mà gần như chị được hỏi nhiều nhất. Em rất là muốn được trò chuyện, được network hoặc là được mentor bởi những người giỏi. Nhưng mà em cảm thấy mình chưa đủ, cảm thấy mình còn quá trẻ. Chào mừng các bạn đến với Trải Đề Nghiệm. Tập hôm nay của chúng ta thì đặc biệt hơn một chút, bởi vì là thay vì chỉ có âm thanh như mọi khi thì trong tập hôm nay chúng ta có cả hình ảnh và cũng phỏng vấn một vị khách mời khá là đặc biệt ở một địa điểm cũng đặc biệt không kém. Thì hôm nay Mai Anh đang ở Huế và ngồi cùng với chị Ánh. Chị Ánh hiện nay đang là Networking Coach. Chị Ngọc Ánh có thể giới thiệu một chút cho các bạn khán giả biết về bản thân mình được không ạ? Hello, xin chào Mai Anh và chào tất cả các bạn. Đầu tiên thì mình rất là cảm ơn Mai Anh bởi vì đã cho mình cái cơ hội để xuất hiện trong tập ngày hôm nay. Xin giới thiệu với các bạn, mình là Ngọc Ánh, năm nay mình 33 tuổi. Hiện tại thì Ánh đang là một Business Networking Coach, tức là Ánh sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ chuyên nghiệp phục vụ cho công việc và kinh doanh của các bạn. Và chúc cho chúng ta ngày hôm nay sẽ có một cái cuộc trò chuyện thật là vui vẻ này, nhiều cái trải nghiệm mới để đúng với cái tên gọi của chương trình, đó là Trải Đề Nghiệm. Wow. Chị Ánh biết không, chị là khách mời mở đầu mượt nhất trong tất cả các số từ trước đến giờ. Wow. Đúng là Networking Coach có khác. Nhưng mà em hơi tò mò một chút về cái từ Networking ấy. Thì cụ thể, ví dụ bây giờ em thấy mọi người nói rất là nhiều về việc là chúng ta cần đi Network. Thế nhưng mà có một số bạn sẽ hiểu Networking như là kiểu tạo các mối quan hệ nó bị bề nổi. Và nó không phải là các mối quan hệ chất lượng. Cho nên là có một số bạn khá là không thích cái từ đấy. Thì chị có thể giải thích thêm cho em một chút về cái Networking của chị là như nào không ạ? Anh nghĩ là để mà có thể hiểu được một con người ấy, chúng ta cũng sẽ cần khá là nhiều thời gian để tìm hiểu, để nghiên cứu, để lắng nghe họ. Thế thì tương tự, nếu ví cái từ Networking nó cũng giống như một cái chủ thể như vậy, thì anh nghĩ là mình rất cần thời gian để mình nghiên cứu, mình tìm hiểu và mình đào sâu. Thế nhưng mà trong cái khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì anh nghĩ là có thể đưa đến cho các bạn một cái định nghĩa nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy là Networking là việc mà bạn kết nối với người khác. Thế nhưng mà thứ mà anh rất muốn đồng hành và hay hướng dẫn cho các bạn khách hàng hoặc là học viên của mình á, đấy là anh muốn cùng với các bạn xây dựng những mối quan hệ chuyên nghiệp. Để phục mối vụ quan hệ chuyên nghiệp. Yes, professional network. Đúng không? Bởi vì Mai Anh thấy là nếu mà nhắc đến mối quan hệ thì có thể là mình sẽ hiểu mối quan hệ với chính bản thân mình. Hoặc mối quan hệ với những người thân xung quanh, với gia đình, bạn bè. Thế thì professional network sẽ nhắm đến một số hình thức mối quan hệ, ví dụ như là khách hàng này, đối tác này, sếp này, hoặc là đồng nghiệp này. Đó, thì anh tin là các bạn đi làm mà đang theo dõi kênh thì chắc hẳn là các bạn sẽ cũng đang hoặc là sẽ có rất nhiều mối quan hệ chuyên nghiệp mà các bạn sẽ cần chăm sóc này, cần nuôi dưỡng này và cần có một cái chiến lược đúng đắn cho việc tạo dựng mạng lưới riêng dành cho chính mình. Thật ra là khi mà Mai Anh có nói chuyện với chị Ánh trước đây thì Mai Anh cảm thấy khá là thú vị bởi vì là đột nhiên chị Ánh bảo là Mai Anh ơi, em là Career and Confidence Coach đúng không? Thì em có 2 chữ C rồi đấy. Thì còn một chữ C nữa ở trong một cái mô hình mà chị nói là mô hình 3C của chị Ánh, chính là thêm một cái nữa là connection. Thì ý của chị Ánh là 3 cái yếu tố là tự tin này, là sự nghiệp và cả kết nối. Yes. Nó là 3 cái yếu tố rất là quan trọng. Để làm gì hả chị? Rồi, sao cái câu hỏi hay thế nhở? Cũng rất là tình cờ trong một cái cuộc trò chuyện mà lúc chị ngồi với Mai Anh, thì Mai Anh là một cái người coach về sự tự tin mà anh nghĩ là khi trò chuyện với Mai Anh thôi ấy, đã thấy Mai Anh toát ra luôn cái sự đấy rồi. Thế thì ngay lúc đấy anh đã bảo là ngày xưa chị cũng đồng hành với một số bạn trẻ và cũng có coach về cái chủ đề đó. Và chị đã tự khái quát ra một mô hình được gọi là mô hình 3C. 3C thì đấy, Mai Anh cũng vừa giải thích rồi, nó sẽ phải đi từ cái sự tự tin từ chính mình này. Rồi với các bạn trẻ thì chị nghĩ là để kiến tạo được một cái sự nghiệp thành công ấy, nó là một cái bệ phóng cực kỳ vững chắc cho tương lai của các bạn. Thế nhưng mà không dừng lại ở đấy, bởi vì nếu như mình chỉ biết mình này, mình chỉ biết việc của mình thôi, mà mình không dựa vào những mối quan hệ xung quanh để chính những mối quan hệ đấy sẽ support cho mình, sẽ mang lại cho mình thật là nhiều cái cơ hội, thì chị nghĩ là thêm một chữ C nữa đi vào trong mô hình của em thì nó sẽ rất là hoàn hảo và đầy đủ. Giúp cho một bạn trẻ đấy gọi là phát triển toàn diện luôn. Ok, thế thì em hiểu về cái networking của chị. Em thấy đó cũng là một cái rất là thú vị.
giống kiểu là những cái thứ mà em làm bây giờ ấy, nó là hướng về bên trong, mà của chị Ánh là kiểu hướng ra bên ngoài, thì nó giống kiểu một cái sự cân bằng ấy, là yes. trong và ngoài. Thế nhưng mà dĩ nhiên là trong tập hôm nay thì chúng ta chưa vội đào sâu về cái connection của chị Ánh, mà mình sẽ tập trung vào một cái chủ đề, nó chính là cái tiêu đề của cái tập podcast này, đó là nhảy việc nhiều. Thì lúc ban đầu là em có nói chuyện với chị Ánh là: chị Ánh ơi, chị có một cái trải nghiệm nào thú vị mà chị muốn chia sẻ hay không? Thì cũng nói về việc là hay là mình chia sẻ về làm thế nào để kết nối với người khác, hay làm thế nào để mình có thể xây dựng các mối quan hệ. Nhưng mà bỗng nhiên chị Ánh lại trầm ngâm. Sao em kiểu, ủa chị Ánh định chia sẻ về chuyện gì nó hơi deep sao? Chị Ánh bảo là: Mai Anh ạ, hay là mình chia sẻ việc chị đã nhảy việc rất nhiều trong 10 năm vừa rồi. Sao em kiểu, ồ quên mất chị. Kiểu trông chị Ánh rất là trẻ đúng không mọi người? Mình kiểu, ồ chị Ánh đã đi làm được 10 năm rồi. Xong rồi Mai Anh mới hỏi là: thế thì chị Ánh nhảy bao nhiêu công việc rồi? Chị Ánh bảo là 8 công việc. Xong rồi em kiểu, wow. Thế thì kiểu mình sẽ nhìn chị Ánh như là một thế hệ đi trước. Thì bây giờ người ta hay nói là các bạn Gen Z suốt ngày nhảy việc, thế hệ trước đâu có thế. Không, chị Ánh mà, chị cũng thế đây này. Hóa ra gen khác cũng thế đúng không? Thế cho nên là em cảm thấy là cái tập này nó có một cái điều thú vị là: giả sử em đang phỏng vấn một bạn Gen Z, okay. và bạn ấy chia sẻ về cái việc mình hay nhảy việc, thì có thể mọi người sẽ bảo là: ồ Gen Z lúc nào chả nhảy việc. Đấy là điều tất nhiên đúng không? Yeah, nhưng mà đấy lại không phải Gen Z. Thì chúng ta sẽ thấy một cái góc nhìn của một người đã nhảy việc 10 năm và bây giờ lại đang có một cái sự nghiệp khá là thành công. Chứ mình sẽ không bảo là để xem thế nào đúng không mọi người? Kiểu nhảy việc là thế không biết nhảy việc đến khi nào. Nhưng mà chị Ánh, theo mà anh biết thì bây giờ đã có một cái công việc khá là ok. Thì trộm vía. Yeah, em muốn hỏi chị một chút là thế điều gì khiến cho chị lại muốn chia sẻ về cái trải nghiệm nhảy việc của mình. Chắc là mọi người nghe đến đây cũng thấy Mai Anh teaser nữa. Tôi khiếp quá, chị thấy có thể viết thành một câu chuyện được rồi đấy. Thì thực sự là bây giờ chị cảm thấy nếu mà mình chia sẻ câu chuyện về nhảy việc mà nhiều, nếu mà mình rơi vào tay một số nhà tuyển dụng, chắc mọi người sẽ loại mình từ cái vòng CV đó. Bởi vì theo cái góc nhìn của phía doanh nghiệp hoặc những người làm tuyển dụng thì bao giờ họ cũng muốn một cái ứng viên mà có cái sự gắn bó với tổ chức. Và bản thân chị cũng vậy chứ. Nếu mà chị là một cái người đi làm thì chắc hẳn là chị cũng không có muốn là mình phải đổi việc quá là nhiều. Thế nhưng mà có một cái lý do, chị nghĩ là chắc là mình sẽ chia sẻ lý do vì sao mà mình lại nhảy việc nhiều như thế. Và trong quá trình mà 10 năm chị đi làm thì nói thật với các bạn, chị đã nhảy chắc là cũng khoảng 7-8 công việc đấy. 7-8 công việc. Và chị sẽ chia cái giai đoạn của chị ra làm hai mốc. Cái mốc đầu tiên là trong 5 năm đầu tiên, cái lúc mà chị mới ra trường, thì chị là dân học ở Học viện Báo chí. Và lúc đấy thì cái thứ mà chị được đào tạo ấy là ra chị sẽ làm ở phòng thông tin đối ngoại của các tỉnh, túm lại là làm ở trong một cơ quan nhà nước rất là ổn định. Thế nhưng mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chị lại được đi thực tập. Và lúc đấy chị cũng thấy một điều thú vị là có một người follow chị trên Facebook và họ mời chị đi thực tập ở một cái tiệm bánh rất là tiệm nhỏ. Bánh. Một tiệm bánh rất là nhỏ. Và chị không biết vì sao mà lúc đấy chị quyết định thế là vị trí là chị đi thực tập đầu bếp ạ. Đấy, nói thì nghe vui đấy, cũng suýt làm đầu bếp đấy. May nếu mà khéo léo hơn là làm đầu bếp. Nhưng mà hôm đấy là chị, cái thời gian đấy chị cũng làm thực tập ở đó phải được khoảng 8 tháng. Là chị làm vị trí là truyền thông marketing. À, bây giờ nó dễ hiểu hơn là đầu bếp đấy. Truyền thông marketing, bởi vì dù sao thì cái khoa chị học là thông tin đối ngoại, khoa quan hệ quốc tế, thì cũng mình cũng được học những cái nghiệp vụ về mặt truyền thông. Thế là chị vào đó làm và chị cảm thấy ok, rất là vui. Mặc dù cái tiệm bánh nhỏ chỉ có vài nhân sự thôi, nhưng chị cảm thấy rất là vui và mọi người rất là yêu mến mình. Và mình được làm rất là nhiều việc. Và mọi người biết không, chị đi gọi là thực tập mà chị còn được trả lương. Trả lương 4 triệu. Mà cách đây 10 năm trước, trong khi chị còn là sinh viên của năm thứ 3. Wow, em thấy hiện nay thậm chí vẫn có những bạn phải đi thực tập không lương ấy. Chính xác. Thì có lẽ là cái mức lương của chị thời điểm đấy cũng khá là tốt ấy. Khá là tốt. Thế chị bảo là thế đi thực tập cũng vui, được mọi người ghi nhận, môi trường rất là tốt mà lại được trả lương. Mà trong khi thời điểm đấy lúc bọn chị ra trường ấy, có khá nhiều bạn muốn đi thực tập ở các cái cơ quan báo chí hoặc là nhà nước, thì thậm chí có những bạn là thực tập không lương trong rất là nhiều tháng. Và các bạn cũng không hoàn toàn không happy, không có yêu thích nha với công việc đó. Nhưng mà chị thì lại khác, chị mang một màu sắc rất là mới, đến mức mà các thầy cô giáo trong khoa chị, tại vì lúc đấy chị cũng giữ những chức vụ trong đoàn là phó bí thư của liên chi đoàn, các thầy cô phải gọi lên và thầy cô giới thiệu cho chị rất nhiều cái cơ hội khác. Làm báo chí ở bộ
công an, làm báo chí ở wow. những cái bên này bên kia, bởi vì trường của chị là trường mà có những cái mối quan hệ rất là tốt với cả khối công. Thế chị cũng là học sinh xịn sò đúng không? Dạ, chị trộm vía. Trộm vía cũng được thầy cô chọn mặt gửi vàng. Thế nhưng mà chị không hiểu sao mà chị từ chối những cái lời đề nghị đó. Chị thấy là lúc đấy là có cái động lực nào trong mình để mình thậm chí là từ chối ở những cái nơi cơ quan chức năng lớn như thế để làm cho một tiệm bánh? Chị nghĩ là chắc là nếu để có một từ để nói, chắc hẳn nó chỉ là cái sở thích thôi. Chị thích làm bánh à? Không hẳn, chị không hẳn là thích làm bánh, mà chị thích là những công việc có yếu tố giao tiếp, kết nối, truyền thông, vì đấy cũng là cái ngành chị được đào tạo. Và lúc đó chị cảm thấy là giống như kiểu là bây giờ mọi người hay nói là vào dòng ấy, mình rất là thuận dòng. Mình chọn cái công việc đấy mình rất happy, mình cân đối đủ mọi thứ, mình thấy ok, lúc đó chị ra quyết định. Mà chị lại không màng về danh tiếng hay địa vị hay tổ chức đấy phải là một cái nơi có uy tín lớn. Đó, thì đấy là cái bước ngoặt đầu tiên để chị cảm thấy là hóa ra mình có nhiều lựa chọn hơn là những gì mà mình được đào tạo, mình được training, mình được educate từ trước. Và chính cái nút thắt đấy nó đã mở ra cho chị cái sự linh hoạt trong những công việc tiếp theo. Và trong 5 năm đầu tiên đấy, quay trở lại 5 năm đầu tiên thì nó cũng hơi trúc trắc một chút. Tức là công việc mà chị làm lâu nhất thì chỉ làm trong vòng 1 năm. Còn ngắn hơn thì chị sẽ làm trong khoảng 5 tháng đến 6 tháng. Và chắc chắn rồi trải qua nhiều đau đớn chứ. Đúng không? Nhảy việc, phải làm quen môi trường mới. Rồi phải làm rất nhiều thứ khác nữa. Phải handle những mối quan hệ với đồng nghiệp, với sếp cũ. Là mình vất vả nha, chứ không phải là mình kiểu vui sướng hay là mình muốn điều đấy đâu. Thực sự chị nghĩ là để nói là có muốn nhảy việc nhiều hay không thì chắc hẳn là sẽ không ai muốn. Nhưng mà lúc đấy thì tình thế này cũng có khá nhiều yếu tố liên quan đến cả chủ quan, cả khách quan. Nhưng mà trong 5 năm đầu tiên chị cảm giác như là vũ trụ đưa đến cho chị một cái bài học về sự linh hoạt, về việc thích ứng. Và chị rất nỗ lực để tìm ra con đường của mình. Thì may mắn quá là cái nỗ lực đấy chị nghĩ cũng được báo đáp cho đến cái chặng 2. Đấy là chặng của từ bắt đầu từ năm thứ 6. Thì chị đã gặp được một người sếp, chị là chị Trần Hồng, là founder của công ty đào tạo HSM. Khi mà chị gặp chị ở một cái buổi cà phê giống như chị em mình đang ngồi như này. Và chị rất chủ động nha. Chị đấy là sếp của ông chồng chị. Và ông chồng chị về kể là ôi anh có một cái người sếp xịn và hay lắm. Chị bảo cho em contact để em hẹn gặp mời cà phê. Chị cực kỳ chủ động luôn nha, mặc dù lúc đấy mình cũng rất là trẻ thôi, rất là ít tuổi và cũng không có địa vị hay là chức vụ gì cả. Nhưng mà chị nghĩ người trẻ của chúng mình có một cái lợi thế, đấy là mình có cái sự chủ động và sự chân thành. Thì chị đã tận dụng cái điều đấy và chị mời chị một buổi cà phê. Thì sau khi một buổi cà phê ngồi với nhau cũng như thế này rất là thân tình, ngồi một tiếng, thì chị nói là chị thấy em và chị hợp mindset, nên khi mà có cái gì làm chung là chị sẽ mời em làm cùng. Và đấy, khởi đầu cái chuỗi tiếp theo là 5 năm đó thì chị cực kỳ gắn bó cho một công ty. Nó lại trái ngược hoàn toàn so với 5 năm trước. Đấy là nhờ 5 năm sau khi chị tìm được một người sếp dẫn dắt chị thật là tốt, thì chị đi và rất là enjoy trên cái hành trình của mình. Và dần dần chị tìm ra cái con đường như bây giờ là nhờ có người sếp đó và nhờ cái cơ hội gắn bó 5 năm với công ty đó. Khi nghe chị Ánh chia sẻ thì em cảm thấy rằng là đúng là kiểu ban đầu em nghĩ là thông thường mọi người nghĩ là 10 năm mà nhảy việc 8 công việc thì chắc là chia đều ra. Nhưng thế em thấy là đấy là 5 năm đầu của chị là những năm mà mình đi tìm rất là nhiều những cái công việc phù hợp. Thế nhưng mà một khi tìm được rồi thì cái sự cam kết của mình nó rất là nhiều. Chị đã gắn bó với HSM là 5 năm sau đấy hả chị? Đúng rồi, 5 năm luôn. 5 năm luôn đúng không? Và em có thấy chị nhắc tới một cái việc mà em thấy khá là thú vị. Là khi mà nghe chồng chị nói về chị Hồng thì ngay lập tức trong đầu chị nảy ra cái điều là mình muốn mời cà phê người này để hỏi chuyện. Thì em thấy, nói thật nhá, bởi vì là em coach cho rất là nhiều bạn mà nói là kiểu hướng nội. Thì cái việc là tự dưng nảy ra ý định là mời cà phê một người rồi đi trao đổi thì các bạn cảm thấy rất là ngại. Thì em cảm thấy khá là tò mò khi chị có thể chia sẻ là kiểu cái điều gì khiến cho mình cảm thấy cái việc mình sẵn sàng mời cà phê một cái người mà ví dụ người ta có cái chức vụ, người ta có cái độ tuổi nó chênh lệch với mình rất là nhiều mà mình lại đưa ra một cái lời mời thế được không? Thì cái điều gì khiến mình có cái can đảm để làm được điều đấy? Chị nghĩ là nó là cái sự tò mò ấy. Tức là chị rất là quan tâm xem những người mình gặp họ là ai, trải nghiệm của họ là gì. Và chị rất thích được trò chuyện, được lắng nghe, được kết nối.
Bởi vì chị cảm giác khi trò chuyện với mỗi người, chị thấy hình như mỗi người họ là một cái kho báu ấy. Và họ hàm chứa rất là nhiều thứ. Thế thì cái cơ hội dù chỉ một giờ thôi mình được ngồi cùng họ ấy, cũng là một cái điều rất là đáng trân quý. Và chị nghĩ mình phải mang một cái tâm thế là mình rất là trân trọng, mình rất là mong muốn được ngồi với người này. Và đặc biệt nha, chị đã trò chuyện với rất nhiều anh chị chuyên gia hơn chị khoảng 20-30 tuổi. Có thể nói là tuổi của cô dì chú bác hoặc bố mẹ mình á. Thì nhóm các anh chị đó lại có một cái tâm lý là họ rất là muốn cho đi. Nên chỉ cần giới trẻ của chúng mình, khi mà mình có những câu hỏi, mình có những băn khoăn thắc mắc, và mình hãy mạnh dạn để mình nói lên cái suy nghĩ của mình và cái mong muốn nhờ giúp đỡ ấy, thì mọi người còn mở lời hơn nhiều ấy. Hơn nhiều hơn là so với lúc mình nghĩ. Mình cứ nghĩ là chắc những người đấy bận lắm này, rồi những người đấy họ sẽ kêu. Đúng không? Họ sẽ kêu, họ sẽ không nói đâu. Nhưng mà nó lại ngược lại. Vì chị đã có một vài cái trải nghiệm trong quá khứ là mọi người giỏi lắm, xong rất sẵn sàng hỗ trợ mình. Nên là chị nghĩ cái việc mà để chị mời cà phê chị Hồng hoặc những người khác ấy, nó là một cái điều mà chị đã có trải nghiệm trong quá khứ, nó rất là tốt. Chị là em nhớ tới cái hành trình mà mình đã đi. Thì có rất là nhiều người đã giúp em trên hành trình đấy. Tức là khi mà mình còn trẻ thì mình sẽ luôn có một cái nỗi băn khoăn, đó là tôi có cái gì để những người ấy lại phải giúp đỡ tôi. Ngoài bố mẹ tôi ra thì chắc là những người ngoài họ sẽ cần tôi phải phải trao đi rất là nhiều. Hoặc là thậm chí là có những người nghĩ là còn phải dùng tiền, dùng các mối quan hệ khác để tác động. Và chắc là sẽ không có ai sẵn sàng mà giúp mình một cách không hề tính toán gì cả. Thế nhưng mà theo như em thấy là có nhiều người làm điều đấy. Chính xác. Như là em thì em thấy khi mà em đi thực tập ở một cái ngân hàng thì cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Và kiểu thậm chí là kiểu các chị còn sẵn sàng là mời mình đi ăn, sau đó thì mời mình đi cà phê và kiểu kể cho mình về những cái kinh nghiệm để mình có thể tiến bộ. Và lúc đấy thì cái lúc mà mình mới ra trường ấy, mình cũng rất là vui, nhưng cũng có những cái câu hỏi là mình đã làm gì để xứng đáng với những cái điều này nhỉ? Thì lúc đấy chị có bao giờ chị có cái suy nghĩ đấy không? Có chứ, chị nghĩ là chắc chắn. Và cái câu hỏi đấy là câu hỏi mà gần như chị được hỏi nhiều nhất khi các bạn đến với chị. Em rất là muốn được trò chuyện, được network hoặc là được mentor bởi những người giỏi. Nhưng mà em cảm thấy mình chưa đủ, cảm thấy mình còn quá trẻ. Cảm thấy mình còn quá thiếu kinh nghiệm. Và chắc chắn rồi, lúc chị mới ra trường thì chị cũng như các bạn à. Cực kỳ là non nớt này, cũng không có thành tựu gì cả. Thế nhưng mà đấy, lúc nãy chị có nói đến một cái keyword là cái sự tò mò ấy. Chị rất là háo hức khi gặp một người để xem họ đã trải qua cái điều gì. Và chị nghĩ là chính cái sự tò mò đấy nó đã dẫn dắt mình. Và sau đó thì càng ngày khi càng đi thì chị lại phát hiện ra thêm là người trẻ cũng có rất nhiều lợi thế. Ví dụ họ sẽ có sự nhiệt huyết, sẽ có sức trẻ, họ sẽ chân thành, họ sẽ có thể sẵn sàng giúp đỡ, và họ cũng có rất nhiều thời gian. Chị cứ đi cùng với những người như vậy, và đôi khi họ cần cái sự giúp đỡ từ mình, dù là nhỏ thôi thì chị cũng rất là sẵn lòng. Hoặc là khi họ được chia sẻ ở những cái diễn đàn rất là lớn thì chị đến tham gia một cách rất là nhiệt tình. Xong đấy thì chị ngồi chị ghi chép lại, xong về nhà chị nói là hôm nay em đã được nghe anh chia sẻ thế này, em cảm thấy rất hay, em cảm thấy cái điều này có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống của em. Và mọi người bảo ôi, không thấy có cái khán giả nào đi xem mà về ghi chép kỹ và phản hồi cho mình như vậy. Thì chị đã cố gắng để làm khác đi một chút. Nhưng mà đấy xuất phát từ cái việc là chị rất là thích cái nội dung đấy, chị rất muốn kết nối thực sự với người ta. Hồi trước thì đúng là em cũng sẽ có những cái suy nghĩ là mình làm những cái thứ như thế này nó không để làm gì đâu, người ta cũng sẽ không để tâm đâu, người ta bận mà, người ta quá nổi tiếng, người ta giàu có, người ta không quan tâm đến mình. Nhưng cho đến khi là chính em kiểu đi giảng dạy, đi training, đi coach, thậm chí đi chia sẻ ở một số những cái nơi workshop, nó cũng có nhiều người. Và mình vẫn xúc động khi mà có một số người kiểu về nhắn tin cho mình hoặc là cảm ơn mình. Tức là thậm chí có những người còn nhắn tin ẩn danh bởi vì họ ngại, bảo là họ không muốn để lộ danh tính, nhưng mà họ chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến mình, và mình vẫn bị xúc động bởi những cái thứ nhỏ nhặt như thế. Thì em nghĩ là cái quan điểm là những cái người mà họ có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, những cái người có vị thế xã hội sẽ không quan tâm đến những người dưới đâu ấy. Thì đó là một cái suy nghĩ khi mà cái tâm thế của mình là tự ti. Là bởi vì mình không nghĩ là mình có một cái giá trị nào mà để người ta quan tâm. Thì em thấy là thậm chí khi mà họ trao đi và họ happy với điều đấy thì cũng chứng tỏ là mình cũng có một cái giá trị ở trong đấy. Và nó khiến cho em cũng hơi kiểu hơi tiếc nuối khi mà em nghĩ đến một vài trường hợp. Thì em cảm thấy là các bạn đấy khá là tự ti và em cũng rất là thoải mái để giúp.
Nhưng mà có những bạn ban đầu là kiểu tìm đến mình để giúp, nhưng đến khi mình giúp giữa chừng, tự dưng có ngày em lại nhận được một tin nhắn. Bạn ấy bảo là: "Chị ơi, bỗng nhiên em cảm thấy là em tự ti quá, em cảm thấy em chả có cái gì để chị giúp như thế này. Thôi em nghĩ là em sẽ giúp." Xong rồi mình kiểu: "Ô, nhưng mà chị vẫn happy mà, chị đâu có nghĩ gì đâu." Nhưng mà bạn ấy lại quá là bạn ấy kiểu mặc cảm ấy chị. Thì em thấy là cái việc tâm thế của mình như thế nào nó sẽ quyết định rất là nhiều về cái cách mà xã hội đối xử với mình. Bởi vì kiểu dù mình nhận thức được hay không nhận thức được, thì cách mà mình gửi các thông điệp ra bên ngoài ấy, thì cũng chính là cái gọi là cái nhân, để sau đó thì cái quả sẽ là cái cách mà mình đón nhận lại những điều đấy. May anh nói cái điểm này làm trong đầu chị bắt đầu suy nghĩ về một cái mindset. Đấy là cái việc cho nhận. Thì chị cho rằng đây là một cái điều mà chúng ta nên tránh nhá. Các bạn có thể tránh nếu như các bạn đang gặp cái điều này. Tức là một số bạn nghĩ là khi mình nhận được một điều gì từ ai đó, ví dụ như Mai Anh giúp chị, thì chị sẽ phải bằng mọi cách để giúp lại Mai Anh, để trả lại cho Mai Anh. Thì chị nghĩ đấy là một cái tư duy nó bị sai. Bởi vì khi mà mình khơi thông cái dòng chảy của việc cho nhận ấy, có nghĩa là em sẽ thoải mái đón nhận những cái sự giúp đỡ, và sau đó em hoàn toàn có thể đi giúp đỡ cho những người khác. Thì nó tương tự như hiện tại chị đang thấy ở bản thân chị, là trong những năm trước chị được rất nhiều người thầy giúp đỡ này, rồi chị nhận được cực kỳ nhiều cái lời khuyên hữu ích, nên là bây giờ chị cũng rất là sẵn lòng khi mà chị có thời gian, hoặc là chị chỉ cần biết về cái điều đấy thôi, chị rất sẵn sàng để chia sẻ cho các bạn khác, nên là các bạn trẻ tìm đến với chị cũng khá là nhiều. Thì chị thấy đấy, đấy chính là một cái việc là khơi thông cái dòng chảy cho nhận, và nếu em nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì hãy cứ thoải mái đón nhận. Tất nhiên nếu mà em cảm thấy có điều gì em có thể giúp đỡ lại được cho họ, thì em giúp họ một cách thật tâm, thoải mái. Mà nếu chưa được thì cũng không sao cả, đừng bị áp lực, và hãy phát triển bản thân mình để đi giúp đỡ được cho nhiều bạn trẻ hơn mình. Em thấy thật ra là cổ nhân ấy cũng có rất là nhiều những cái câu dặn dò như vậy. Chẳng qua là mọi người không để ý thôi. Như là nước mắt chảy xuôi này. Hay là có ông gì phương Tây em quên rồi. Tức là ông ấy có nói đến cái việc là cái người nào mà giúp mình ấy thì sẽ có xu hướng giúp mình lần hai. Nó là một cái hiện tượng tâm lý mà em từng có viết một cái bản tin về nó. Liên quan tới cái việc là khi mà một người giúp mình thì nó sẽ hiện ra một cái, nó sẽ xuất hiện một cái hiện tượng tâm lý. Ví dụ nhá, em giúp chị, thì sau đó thì em sẽ về nhà nghĩ là: "Ôi sao mình lại giúp chị Ánh?" Tức là dĩ nhiên không phải là em cố tình nghĩ, mà là trong não mình nó sẽ có những cái câu hỏi đấy một cách rất là vô thức mà mình không nghĩ đến ấy. Và nó sẽ tự kết luận là chắc là mình cũng quý chị Ánh nên mình mới giúp chị Ánh chứ, thì chắc là chị Ánh là một người tốt. Thì nó là một cái hiện tượng ấy, nó gọi là Franklin Effect. Nó là một cái hiện tượng mà ông Franklin có nói rằng là nếu mà bạn muốn kiểu tôi quý bạn ấy, thì bạn đến để mượn tôi một cuốn sách. Khi mà tôi cho bạn mượn cuốn sách đấy thì tôi sẽ nghĩ rằng là chắc là tôi cũng phải quý bạn tôi mới cho bạn mượn. Và sẽ có càng nhiều khả năng là lần sau bạn đến mượn tôi lại càng sẽ muốn giúp bạn hơn. Thì đó là một cái kiểu là mình đã muốn giúp một người thì có xu hướng mình sẽ muốn giúp người đấy mãi. Nó giống như kiểu một khi mà người mẹ trao đi cái tình yêu thương và liên tục là chăm sóc con cái, thì cái khả năng cao là người mẹ sẽ luôn có một cái mindset như vậy cả đời. Và có nhiều đứa con thì em thấy là các bạn ấy sẽ bị khá là vật vã khi các bạn ấy mới ra trường và nghĩ ngay là mình đã báo đáp được bố mẹ điều gì chưa, mình đã làm được điều này chưa. Và thậm chí nó khiến cho các bạn ấy đưa ra những cái quyết định về sự nghiệp ấy không phải vì các bạn ấy mà vì bố mẹ, bởi vì các bạn ấy cho rằng là đấy là báo đáp. Tuy nhiên thì em thấy là đấy là một cái lối tư duy nó hơi bị ở một cái tầm hơi ngắn quá. Bởi vì cái việc cái dòng chảy cho và nhận ấy nó phải nhìn một cái mức độ nó rộng hơn. Giả sử như là chị Ánh giúp em, em giúp bạn A, bạn A giúp bạn B, biết đâu bạn B để một ngày lại giúp con của chị Ánh. Nó là một cái dòng chảy, nó một cái góc độ vĩ mô. Chứ mình không thể chỉ nhìn là bây giờ em cho chị cái bánh, hôm sau chị cũng phải cho em lại một cái bánh. Mình nghĩ thế mình bị tủn mủn. Nó không phải là cái những cái gọi, bọn chị hay gọi là nó không phải là những cái transaction như vậy. Thậm chí kể cả trong việc em giữ mối quan hệ với cả khách hàng hay đối tác cũng thế. Cái đấy là sự tinh tế đấy. Mà em thấy có một số bạn ấy bây giờ sẽ nói rằng là tại sao muốn cái gì không nói thẳng ra, mà lại cứ phải chờ đợi rồi đòi hỏi cái sự tinh tế. Chúng tôi làm sao mà hiểu được những cái quy tắc mà bạn không nói? Thế chị nghĩ là điều đấy như thế nào? Trước khi mà chị chia sẻ cái câu hỏi của Mai Anh ấy, thì chị phải nói thật là chị cảm thấy rất thích cái cách lập luận logic của Mai Anh.
mỗi thứ mà Mai Anh đưa ra ấy, Mai Anh đều có những cái trích dẫn rất là cụ thể. Và chị thấy là Mai Anh là một bạn rất là trẻ, nhưng mà có suy nghĩ rất là sâu sắc. Ủa sao tự dưng khen em vậy? Không biết. Ủa tự dưng khen em nha. Không biết, vì đến cái đoạn này cảm thấy là chị nghĩ là mình sẽ không đánh đồng những cái người trẻ nói chung, mà mình hãy xem tất cả chúng ta đều là những cái cá thể rất là riêng biệt và độc lập thôi. Nên là cái khuynh hướng của mỗi người thì chắc chắn nó rất là khác nhau. Thế thì quay trở lại với câu hỏi của Mai Anh là có những bạn ấy hỏi là thế nếu mà đang có câu hỏi thì tại sao không nói luôn đi, mà lại cứ phải quan sát rồi phải tinh tế. Nó gọi là những cái unspoken rules, là những cái nguyên tắc mà không được nói ra nhưng lại hy vọng là mọi người sẽ tự ngầm hiểu. Như là tôi đến công ty, tôi không nói gì cả, nhưng mà tôi là sếp, tôi hy vọng là đến những cái dịp đặc biệt thì nhân viên sẽ phải tặng quà tôi. Đấy là những cái thứ mà nó không nói ra, và sẽ có những bạn kiểu nó không nói thì không làm. Và khi mà các bạn ấy bị mọi người xung quanh nhắc nhở thì các bạn ấy có thể sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy lo lắng là tại sao xã hội này nó phức tạp như vậy. Ok. Thì chị thấy có phức tạp không? Thế thì chị nghĩ là mình, tức là mình đang nói riêng trong cái bối cảnh công việc và công sở thôi đúng không? Bởi vì mình có rất là nhiều cái unspoken rules, cho nên là bây giờ mình sẽ thu hẹp lại ở cái môi trường công sở thôi. Thì chị thấy là nó có quá phức tạp không? Hay nó là một trong những cái kỹ năng mà ai cũng cần có? Ok, nếu mà dành cho những bạn trẻ thì chị nghĩ là các bạn đôi khi cũng cần phải học một vài cái kỹ năng khi bắt đầu bước vào môi trường công sở. Bởi vì chị đã từng tiếp xúc với khá nhiều bạn thì chị thấy là vì sao chúng mình trẻ mà nên chúng mình có nhiều nhiệt huyết. Nên khi mà vào công sở là chúng mình muốn bung hết tất cả mọi cái khả năng của mình. Rồi mình cũng muốn là mình phải được nổi bật này, mình khẳng định cái tôi của mình này. Thì theo chị, nếu như các bạn mới bắt đầu vào công sở thì các bạn nên có cái sự quan sát và lắng nghe. Bởi vì ở trong một môi trường doanh nghiệp thì cái yếu tố văn hóa doanh nghiệp là rất là quan trọng. Và văn hóa doanh nghiệp nó sẽ quyết định cái cách đi và cái cách vận hành của doanh nghiệp. Thậm chí nó sẽ chi phối luôn đến việc là văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa báo cáo, rồi các cái workflow của mọi người làm việc ấy, nó được ảnh hưởng rất là nhiều. Thì nếu như các bạn nhanh quá thì chị sợ là các bạn sẽ chưa kịp quan sát, mà đôi khi các bạn lại hành động theo thứ mà mình muốn, và đôi khi là hơi bản năng. Em bỗng nhiên em nhận ra một cái điều nó khác biệt như thế này. Đó là cái chủ nghĩa cá nhân bây giờ ấy, nó cao lên. Thế cho nên là ví dụ hồi xưa ấy, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ là tôi đi vào một cái môi trường là tôi sẽ tìm cách thế nào để tôi hòa hợp được, tôi sẽ phải trở nên giống mọi người. Nhưng mà ở thời đại hiện nay thì người ta sẽ đề cao cái việc là tôi là một cá thể khác biệt và tôi có những cái điểm nổi bật này. Thế cho nên là khi mà đi vào một cái nơi, dù là nơi nào, thì tôi sẽ tập trung vào bản thân mình trước, tôi sẽ thể hiện mình trước. Tuy nhiên thì em nghĩ là nó nên có một cái sự cân bằng như chị nói, đó là tôi có thể quan sát, tôi có thể giống người khác, nhưng bên cạnh đó tôi vẫn thể hiện được cái gì là riêng của tôi. Okay. Thì đó mới là cái sự cân bằng. Chứ nếu mà kiểu mình sẽ trở nên hòa tan với người khác thì cuối cùng mình là ai thì mình cũng không biết. Đến một ngày mình bị thay thế thì mình lại tự hỏi là ô thế tại sao? Còn cái việc là tôi cứ thể hiện những cái gì là riêng của tôi, thế bây giờ bạn không quan tâm đến cái văn hóa doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp họ hướng tới một cái thứ mà bạn lúc nào bạn cũng không coi trọng cái đấy, và bạn bảo là cái gì của riêng bạn mới là tốt nhất. Thế thì bạn không quan tâm đến cái tập thể này, thì đến một lúc mà mọi người cảm thấy là không kết nối được với bạn thì bạn lại đi trách là đó là những cái quy tắc mà không ai nói ra lại tự bắt tôi hiểu. Thế em thấy là cái việc quan sát và cái việc tự hiểu ấy, nói nếu mà xét, mọi người sẽ hay bảo là văn hóa Á Đông phức tạp, không nói ra, không ghi ra quy tắc, nhưng mà lại tự hiểu rồi lại tự dùng những cái tập thể để gọi là police ấy, người ta gọi là để xem là người kia đúng hay sai. Nhưng em nghĩ là mình ở đâu thì mình cũng phải học hỏi. Ngay cả trong Việt Nam thì các công ty khác nhau nó đã có những cái văn hóa khác nhau. Chị cũng hoàn toàn đồng ý đấy, bởi vì yếu tố văn hóa doanh nghiệp nó sẽ khá là khác biệt giữa các công ty khác nhau. Trên một nước thôi đã, chứ chưa nói gì đến các nước, đến gọi là corporate với cả Việt Nam. Thế chị Ánh, sau khi mà trải qua 7-8 công việc gì đó ấy, thì chị thấy các môi trường làm việc mà chị trải qua nó có đa dạng không? Đa dạng đấy Mai Anh ạ. Hầu hết chị trải qua các công việc liên quan đến startup này, cũng khá đa dạng các lĩnh vực, có cả từ bất động sản đến nghệ thuật, đến giáo dục, rồi thậm chí là affiliate marketing, rồi là quảng cáo nữa. Chị có những cái trải nghiệm khá đa dạng, và chị rất
nếu mà nghĩ lại nha, mình cảm thấy rất là tự hào về cái hành trình mình đã đi qua. Bởi vì chính cái sự đa dạng đó giúp cho mình có nhiều trải nghiệm. Và bây giờ khi mình làm việc với các khách hàng của mình, bạn ấy nói đến khía cạnh nào là mình cũng biết. Mình cũng đã từng có trải nghiệm qua. Thì như vậy là mình có thể mang lại nhiều cái góc nhìn hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình. Mặc dù nha, cái lúc mà mình nghỉ việc ấy, mình đau đớn lắm. Đau đớn ở khía đau cạnh đớn, nào chị? Đau đớn ở khía cạnh là mình cũng buồn chứ. Tự nhiên đang gắn bó với công ty, sao phải chia xa công ty này, phải chia tay những cái người đồng nghiệp ở đó này. Rồi thế nào nhỉ, có rất nhiều môi trường mà thực sự chị không muốn nghỉ nhưng tình thế phải nghỉ. Đó. Theo chị thì đâu sẽ là, cái này chủ quan thôi nhá. Ok. Theo chị đâu sẽ là giọt nước tràn ly để chị nghĩ là tôi không thể ở lại nữa? Câu hỏi này không phải chỉ có Mai Anh hỏi đâu mà có cực kỳ nhiều người đã hỏi chị rồi. Thì chị sẽ chia sẻ trên cả hai góc nhìn. Góc nhìn một là góc nhìn từ bản thân chị, và góc nhìn thứ hai là chị quan sát được hầu hết các bạn khách hàng mà làm việc với chị. Và chị thấy nó khớp nhau nha. Với chị, hầu hết trong thời gian mà chị nghỉ việc, nhảy việc ấy, đều là do sếp. Sếp trực tiếp. Sếp trực tiếp à? Sếp trực tiếp, người quản lý trực tiếp ạ. Bởi vì cái người đó là người làm việc với mình hàng ngày. Họ định hướng này, họ huấn luyện, họ đào tạo mình. Và họ giao tiếp với mình, nếu mà mình cảm thấy hai cái giá trị của hai người hoặc là phong cách làm việc nó không có hợp nhau ấy, thì cực kỳ khó để em có thể đi tiếp, hoặc thậm chí để em có thể có được một cái performance tốt ấy. Nếu em không hòa hợp với sếp là cực kỳ khó. Và đó, chị cũng coach với nhiều người lắm, chắc là bây giờ phải khoảng mấy trăm bạn rồi. Thì sau khi các bạn nói với chị là em chán việc này quá, em muốn nghỉ việc vì các lý do về lương, về môi trường, về định hướng của em khác, nhưng mà khi mà chị, chúng mình là coach, mình đào sâu ra, bắt đầu mình đào càng ngày càng đào sâu vào, thì mình thấy là cái lõi ở đây vẫn là các bạn đang không có một cái người sếp phù hợp và đủ tầm. Và chị hay nói với mọi người là nếu bạn rơi vào tay một cái người sếp giỏi, sếp xịn, người ta sẽ biết dùng bạn. Dùng bạn ở đâu, dùng bạn ở điểm nào. Và đôi khi nhá, bản thân chị đã từng có lần chị chấp nhận, chị sẽ ưu tiên chọn sếp hơn là chọn cái công việc phù hợp với mình. Và đấy chính là công ty HSM. Chị là đã cho chị cái cơ hội đấy, để tìm ra được cái thứ mà chị sẽ theo đuổi, đấy là Ikigai. Thì chị đã tìm được khi mà chị ra quyết định là chị đi theo một cái người thuyền trưởng dẫn dắt mình rất là tốt. Nó là cái lý do để mình gắn bó. Chính xác. Nhưng cũng là lý do để mình phải đi chỗ khác, đúng không? Yes. Yeah. Khởi đầu cũng là kết thúc luôn. Chị là em nhớ tới cái podcast gần đây em có phỏng vấn một bạn. Thì bạn ấy cũng còn nói nhá, là khi mà đi làm ấy thì vào cái công ty đấy, lộ trình thăng tiến nó rất là mập mờ. Tuy nhiên em hỏi là thế thì nếu mà nó đã mập mờ ngay từ đầu thì cứ đi theo đấy làm gì? Thì bạn ấy bảo là bởi vì là bạn ấy rất là muốn làm việc với người sếp ấy. Và bạn ấy đi theo người sếp ấy, và kể cả bạn ấy cảm thấy công ty này môi trường có thể không phù hợp nữa, lộ trình thăng tiến thì không rõ ràng, xong rồi làm việc kiệt sức đến mức là bạn ấy phải đi trị liệu tâm lý. Trời. Yeah, đấy là một cái trải nghiệm mà bạn ấy bảo là rất là sốc. Và phải mất kiểu tầm 6 tháng để bạn ấy healing ấy. Thế nhưng mà bạn ấy bảo khi mà đi ấy, thì cái việc bạn ấy cảm thấy buồn ấy vẫn là tôi lại phải chia xa cái mối quan hệ với người sếp ấy. Nên là em thấy cuối cùng thì kể cả mình có nói đến một cái môi trường chuyên nghiệp, nhưng chúng ta vẫn là con người. Và cái khiến cho con người chúng ta thấy khó rời xa nhất vẫn là cái tình cảm dành cho nhau, chứ không phải là công việc đấy job xịn sò quá, hay là ở đây là tôi sẽ có cơ hội tôi phát triển như nào. Giả sử một cái nơi mà tuyệt vời như thế mà tôi không thể kết nối được với ai ấy, thì thậm chí nghĩ đến việc là buổi sáng dậy đi làm nó còn khó. Em nghĩ thế. Cái chị rất thích cái khía cạnh này mà Mai Anh đang chia sẻ nha. Và chị cũng có một cái quan điểm cũng tương tự như thế. Đấy là khi mà mình kết nối với một người hoặc mình quan tâm đến một cái người khác ấy, thì mình nên nhìn họ ở việc là họ đang có rất nhiều vai trò. Ví dụ như chị chẳng hạn, thì chị có vai trò là một người vợ, một người mẹ, một người coach, và chị cũng là một con người. Thì khi mình đến với một người, mình muốn đến với người ta ở khía cạnh nào? Bởi vì chị làm kinh doanh khá là nhiều thì chị thấy trong nhiều mối quan hệ nha, người ta không có nhu cầu muốn tiếp xúc với mình ở khía cạnh khác ngoài công việc là có. Thì mình sẽ cần... Chị cảm thấy thế nào khi mà chị phát hiện ra là người đấy chỉ quan tâm mình ở cái khía cạnh công việc này thôi, còn ngoài ra thì không có bạn bè, không có kết nối bên ngoài gì nữa? Có buồn không? Thời gian đầu thì có buồn đấy.
lúc mà mới đi làm đó, lúc mà còn bé bé, lúc mà còn ít kinh nghiệm thì cũng cảm thấy buồn, tại sao người này lại không yêu thương, không quan tâm mình giống như cách mình đang làm với họ. Thế nhưng sau đó thì chị nghĩ là mình đi làm đủ nhiều thì mình cần có một cái sự tôn trọng với cái quyết định, với sự lựa chọn của từng người. Bởi vì đấy là lựa chọn của họ, nó đơn giản như vậy thôi. Thì nếu mà họ muốn mình và họ có mối quan hệ công việc thì mình cũng cứ công việc với họ và mình làm tốt nhất có thể thôi. Chứ chị không nghĩ là mình cần phải mong cầu một cái điều gì nhiều hơn hay mình phải kỳ vọng những điều lớn lao hơn. Và mình chỉ có thể kiểm soát được những thứ thuộc về bản thân mình thôi mà, đâu có thể kiểm soát được những thứ thuộc về người khác đâu. Chị muốn nghe chia sẻ từ một người hướng nội không? Em cũng là một cái người mà cái lúc mà mình đi làm ấy, thậm chí ngay cả cái lúc mà mình chưa đi làm và mình tưởng tượng đến cái việc đi làm, thì trong đầu em cũng nghĩ là đó là cái khía cạnh công việc. Thật ra không phải là mình ghét họ, mình không quan tâm đến họ, mà em nghĩ là em cũng như là rất là nhiều bạn khác ấy, sẽ có một cái tâm lý là người ta có nhiều vai trò, mình biết, và cho nên mình cũng biết là người ta sẽ rất là bận, nên là tôi sẽ không vội, là tôi sẽ lấy nhiều thời gian của họ. Thế tôi cũng không muốn làm phiền họ đến cái mức đấy, mà tôi sẽ chỉ làm phiền họ trong cái thứ mà tôi với họ đang làm việc với nhau thôi. Còn ngoài ra thì tôi thả cho bạn đi ra những cái môi trường khác, làm những công việc khác, và tôi sẽ không muốn bạn phải quá nhiều, kiểu dành quá nhiều cái thời gian cho tôi. Thì em nghĩ là đây là một cái thứ nó cũng khá là phương Tây. Ví dụ gần đây em nói chuyện với cả một cái anh, thì anh ấy có làm ở nước ngoài. Thì anh ấy bảo là thậm chí có một ngày cái người sếp gọi anh ấy vào và hỏi là: ê, sao trong suốt mấy tháng vừa qua mày không có nghỉ một ngày nào? Tại sao có kỳ nghỉ này mà mày lại không xin? Mày có bao nhiêu ngày phép mà? Anh ấy bảo là thì cũng đâu có lý do gì để nghỉ. Xong rồi thì cái người này bảo là nếu mà mày không nghỉ thì có thể là công ty sẽ bị người ta điều tra là có đang bóc lột nhân viên không, mà không cho người ta có cái đời sống ở bên ngoài. Thế thì em thấy là nó cũng chẳng có sai hay đúng, mà là có những cái môi trường và những cái văn hóa nó đang đa dạng, nó đang rất là khác biệt. Thì đúng là mỗi người sẽ cần chọn những cái văn hóa, cái môi trường nào để phù hợp với họ. Nhưng em nghĩ là thậm chí chọn một cái nơi nào nó không phù hợp với mình, cũng như là cái lúc mình đi ra ngoài cái vùng an toàn ấy. Bởi vì là đấy là em của hồi trước thì sợ làm phiền mọi người, nhưng em của bây giờ hiểu được cái khía cạnh là mọi người cũng mong muốn được quan tâm như một con người ấy, thì em lại không thấy đấy là làm phiền. Mà như mẹ em hay nói, đó là kiểu năng đi lại thì sẽ thân thiết với nhau. Chứ mình cứ sợ là mình làm phiền người ta thì làm sao mà mình lại có thể kết nối với người ta thêm được. Thực ra chị thấy cái chia sẻ vừa rồi của Mai Anh ấy nó khá là phương Tây, đúng chính xác. Cái quan điểm mà công việc chỉ là công việc nha, thì phương Tây mọi người sẽ quan niệm như vậy nhiều hơn là ở Việt Nam. Thì chị muốn trở lại cái ý mà lúc nãy chị vừa chia sẻ ấy. Thực ra bản thân chị lại là một người mà, vì mình là người Việt mà, nên mình rất thích được kết nối với một người. Ví dụ như với Mai Anh, chị sẽ hỏi là: thế bố mẹ Mai Anh làm gì? Quê Mai Anh ở đâu? Mai Anh từng trải qua những cái công việc như nào? Đâu là điều mà em cảm thấy tự hào trong cái cuộc sống của em? Tức là chị sẽ rất thích đi thêm vào những cái khía cạnh khác ngoài công việc với em nữa. Nhưng mà chị cũng sẽ cần quan sát và lắng nghe. Đó, ví dụ như chị đã hỏi hai lần, chị hỏi là: Mai Anh có người yêu chưa? Thì Mai Anh né, Mai Anh không trả lời, Mai Anh quay đi, hoặc là Mai Anh, nói chung là nếu chị cảm thấy là Mai Anh có vẻ như đang không muốn chia sẻ về cái chủ đề đấy lắm, thì chị sẽ biết ý để lần sau chị không hỏi việc đấy nữa. Hoặc là đôi khi chị giao tiếp với đồng nghiệp của chị nha, thì có những đồng nghiệp họ, chị chưa hỏi gì, họ đã kể hết về gia đình họ. Thế nhưng có những người thì chị hỏi thì thấy họ nói chung chung là em chưa lập gia đình, hoặc là mình có hai con, nhưng họ không nói thêm. Và lần sau chị sẽ hỏi là: thì nếu mà anh hỏi về câu chuyện gia đình của bạn thì bạn có thoải mái để chia sẻ không? Vì mình là một người coach nên may mắn là mình cũng hay đặt ra những cái câu hỏi, và mình rất thoải mái khi đón nhận lại những câu trả lời. Dù là yes hay no thì mình cũng hoan hỉ, mình cũng đón nhận, mình cũng thả lỏng, mình không có một cái áp lực gì cả. Nên là đấy, nó lại phải một chữ tùy nhá. Và chữ tùy ở đây chị nghĩ văn hóa là một chuyện, nhưng nó cũng sẽ tùy từng cá nhân. Tính tận cá nhân hóa, đúng không? Lúc nãy Mai Anh có nói tính cá nhân hóa bây giờ đang được đặt lên rất là cao, mà chị nghĩ không chỉ ở các bạn trẻ Gen Z như bọn em đâu, mà chẳng qua là các gen trước họ có, nhưng mà không có báo chí truyền thông nói, nên là mình cảm thấy vậy thôi. Chứ còn chị 9x đời đầu đây, trời ơi, tính cá nhân hóa của chị và cái sự là mình muốn cho bản thân mình nó cũng rất là nhiều đấy chứ, nhưng chẳng qua chị không nói điều đấy ra thôi.
Nên là chị nghĩ chúng ta đều là con người, chúng ta rất là bình đẳng như nhau, và chúng ta có những cái quyền để lựa chọn xem chúng ta thuộc về nơi nào, chúng ta muốn làm việc với ai, chúng ta muốn trở thành người như thế nào. Em cũng thấy là Gen Z cũng hơi oan ức khi mà truyền thông bây giờ đăng thương nhiều quá. Là mọi người nghĩ rằng là ôi chỉ có Gen Z mới như vậy. Tuy nhiên thì các gen trước cũng sẽ có những cái suy nghĩ cũng như cái lo lắng như vậy. Thế em thấy là không phải là thế hệ, tức là thế hệ có nhá. Nhưng em nghĩ là cái việc mà một người có thoải mái để kết nối không ấy, nó phụ thuộc nhiều vào độ tuổi. Nó giống kiểu gừng càng già càng cay ấy. Thì mình càng sống lâu, mình lại càng cảm thấy là họ cũng là con người mà. Còn khi mà mình còn non quá, mình sẽ nhìn xung quanh giống như kiểu ôi kia là rủi ro, đây là nguy hiểm, người này là một người có khả năng là kiểu họ sẽ đánh giá mình và mình sợ. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình quen với việc đánh giá rồi, và hoặc là mình không sợ nữa, hoặc là bây giờ mình còn đi đánh giá người khác lại, nên mình sẽ cảm thấy là cái việc đấy bình thường. Thế em nhận ra là cái ví dụ cái câu mà chị bảo là mình đi hỏi người yêu các thứ ấy, thì đó là những cái câu mà những cái người ở thế hệ trên bây giờ sẽ đi hỏi lớp trẻ. Chính xác. Và lớp trẻ cũng đăng ở trên mạng nhiều là tại sao đi gặp họ hàng cứ hỏi về khi nào lấy chồng, lấy chồng chưa, đẻ con chưa. Xong đó thì thậm chí có con 1 tuổi thì khi nào hỏi có con 2. Xong rồi làm công việc này thì lại bảo là thế nào, khi nào mới tìm một công việc ổn định. Và mọi người cảm thấy rất là không thoải mái bởi vì cứ bị hỏi nhiều. Thế nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì đó là những cái thứ mà họ cảm thấy để hiểu về một con người. Thế nếu không hỏi câu đấy họ không biết hỏi câu nào cả. Thì em lần đầu tiên cảm thấy áp lực đấy khi mà em đi ăn cùng với gia đình và bạn bè của bố mẹ. Thì em được sắp vào một cái mâm trẻ con. Thì bởi vì em là cái thế hệ con mà. Nhưng mà tất cả mọi người thì đều ít tuổi hơn em. Em tự dưng trở thành người lớn tuổi nhất. Và mình cũng ngại, nhưng mình cũng phải cố đặt ra những cái câu hỏi là dạo này em học hành thế nào rồi? Hay là ở trên trường em có hoạt động không? Sau khi em nhận được câu trả lời là cũng bình thường ạ, em cảm thấy kiểu ôi đây là cái tâm trạng của mẹ mình khi mà mẹ mình hỏi mình và mình bảo con bình thường. Những người lớn hỏi mình bảo dạ cháu cũng bình thường. Mình cảm thấy phiền. Nhưng mà khi mà em phải trải qua cái tâm trạng là người ta trả lời mình như thế, em cảm thấy kiểu ôi mình cũng chỉ muốn kết nối thôi mà. Các em ấy, mình biết là các em ấy ngại, nhưng mà mình biết làm thế nào để các em ấy thoải mái đây. Thì em thấy đây là cái việc gọi là tự do của mỗi người cũng đúng. Nhưng mà mỗi người cũng nên cố gắng để mình thoát ra khỏi cái vùng an toàn. Và không nên nhìn tất cả những cái người khác như là đang trực chờ đánh giá tôi. Vì có thể là chị Ánh chỉ là đơn giản là quan tâm thôi. Đúng rồi. Và nếu mà em không thoải mái thì nếu mà em lảng tránh và em nghĩ xấu về chị thì có thể đấy chỉ là một cái nỗi sợ và tự ti mặc cảm ở trong em. Chính xác. Còn nếu em là một cái người thực sự là chỉ đơn giản em không muốn chia sẻ thì em có thể nói là việc đấy em chưa thoải mái để chia sẻ lắm. Nhưng mà dĩ nhiên là đã mặc cảm tự ti rồi thì chúng ta sẽ khó mà có thể đặt ra cái ranh giới cho mình như vậy. Em thấy đây cũng là một điều mà mọi người hơi lo sợ khi mà bước chân vào một môi trường mới. Em coach cho mọi người thì các bạn trẻ cũng rất là lo là em sợ phải đi vào một môi trường toxic lắm. Thì với kinh nghiệm mà chị chuyển khá là nhiều các công việc ý, chị có nghĩ là một môi trường toxic thực sự tồn tại không? Có cái định nghĩa nào về một môi trường toxic không? Chị xin phép trước khi trả lời cái câu hỏi này, chị muốn bắt một cái ý ở cái ý trước nhé. Ý trước Mai Anh chia sẻ rất là hay. Và chị phát hiện ra là mình cần phải rèn luyện và phát triển cái sự đồng cảm với người khác. Ví dụ như bố mẹ mình luôn hỏi mình những câu như là lương bao nhiêu, bao giờ sinh con, bao giờ lấy chồng. Thì mình, nếu mà mình đồng cảm, mình sẽ đứng ở góc nhìn của bố mẹ mình để mình hiểu xem là lý do vì sao bố mẹ lại hỏi mình những cái câu như vậy. Và mình thấy là cái mục đích sau cùng của bố mẹ mình là muốn con mình được hạnh phúc. Thì chẳng phải đấy là một cái mong muốn, chị nghĩ nó rất là chính đáng và nó rất là đáng để ghi nhận ấy. Nhưng mà mình thì lại không nhìn ở cái chiều sâu đấy. Mình thường nhìn ở bề mặt và mình thường đánh giá câu chữ. Mình bị phán xét câu chữ. Ngày xưa chị cũng như vậy nha. Lúc mà chị còn trẻ chị cũng được hỏi thế là chị cũng căng thẳng và chị cũng xù hết cả lên. Nhưng mà sau khi chị nghĩ là sau khi chị lập gia đình và chị là một người mẹ, wow, đúng là sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Thì chị nghĩ là tất cả những cái thứ mà mình đã trải qua tương tự như trong công việc, vì chị đã trải qua các vị trí làm quản lý, làm sếp, làm co-founder rồi, nên chị có thể đồng cảm với những người sếp của mình, đồng cảm với nhân viên, đồng cảm với tất cả các vị trí mà chị gặp. Tại vì dù sao nha,
dù là sếp nhưng đấy chỉ là một cái công việc thôi. Và sếp vẫn phải học rất nhiều kỹ năng để làm sếp. Và sếp cũng có thể sai, bởi vì kỹ năng làm sếp của người ta chưa tốt. Tương tự với em, bây giờ em là một người coach hoặc là một bạn làm nhân viên marketing chẳng hạn. Khi các bạn ấy mới vào nghề đúng không, thì các bạn sẽ có những cái lỗi sai, đấy là điều hết sức bình thường. Và sếp cũng như vậy. Lần đầu làm sếp cực kỳ bỡ ngỡ nha mọi người. Áp lực lắm, chứ không phải là làm sếp mà chỉ tay, không phải làm gì là không có. Đấy là một cái quan niệm, em nghĩ là đấy là một cái góc nhìn chỉ từ những cái người nhân viên thôi. Chính xác. Người ta không thực sự hiểu là làm sếp là thế nào. Em nghĩ là nếu mà mình xét dưới một cái góc nhìn sinh học ấy, thì cũng có thể hiểu sếp như một cái người lãnh đạo một cái cộng đồng nhỏ. Hoặc là công ty nào to là một cộng đồng lớn luôn ấy. Đúng rồi. Thì tức là trên mình phải gánh vác rất là nhiều trách nhiệm. Và một trong những cái điều khó khăn nhất ấy, nó không phải là cái chuyên môn của bạn, bạn giỏi, thì tức là bạn chỉ cần quan tâm đến việc bạn trau dồi. Nhưng mà đây là làm việc với con người. Mà con người là những cái biến số mà thậm chí là ẩn số luôn á. Có những người mình không thể hiểu nổi, nhưng mà mình không được phép không hiểu, bởi vì đấy là nhân viên của mình. Và mình cần người ta ở trong cái tập thể đấy. Bởi vì một cái mắt xích nó không chạy thì cả tập thể của mình có nguy cơ là nó sẽ gặp vấn đề. Và vấn đề đấy ai gánh ngoài mình? Thì em cảm thấy là nếu như mà mọi người thực sự muốn sau này phát triển hay là hiểu thêm về tâm lý của những cái người làm quản lý lãnh đạo ấy, thì họ nên kiểu gọi là network để có những cái vòng bạn bè, có những con người như vậy để hiểu. Chứ nếu mình là một cái người chán ghét công việc, xung quanh mình năm đới mình chơi với đứa nào cũng chửi sếp cũng như thế. Thế thì bây giờ mình làm sao mình vui vẻ được khi mà mình đi làm? Bởi vì mình sẽ bị tác động không ít thì nhiều ấy, và cái tầm nhìn của mình nó cũng bị hạn hẹp như thế. Nên em cảm thấy là mình nên mở rộng để mình có thể tiếp xúc với nhiều kiểu người. Và mình hiểu được là à, ai cũng có nỗi khổ riêng. Và sau khi em biết là ai cũng có nỗi khổ riêng rồi, thì em nhìn kể cả những người rất là VIP pro, lẫn cả những cái người mà kiểu người ta lang thang ngoài đường ấy, em thấy là cũng không biết ai khổ hơn ai đâu. Nên là mình cứ quan tâm một cách chân thành nhất. Và thậm chí là bước vào một môi trường mới, mình cảm thấy mình lép vế, nhưng mà đó là cái sản phẩm ở trong đầu mình, là mình đang nghĩ mình lép vế. Có khi họ cũng đang lo lắng là ôi không biết nhân viên mới như nào nhỉ, nhỡ đâu mình lại hành xử không tốt khiến bạn ấy không thoải mái, bạn ấy rời đi. Thì mình nên hiểu là mọi thứ đều cân bằng với nhau, và không nên là quá sợ hãi như thế. Sợ hãi là bản năng của con người, nhưng mình cần dùng cái lý trí để mình xem đâu là cái chiến lược tốt nhất để mình sinh tồn ở đây. Chính xác đấy, chị hoàn toàn đồng ý là mỗi người có một cái vai trò, mỗi người có một cái nhiệm vụ, và ai cũng có những cái nỗi khổ riêng. Khi mà chị có cơ hội được trò chuyện nhé, vừa là coach hoặc là vừa trò chuyện với khách hàng ấy, chị đã từng trò chuyện với những khách hàng giữ những cái vai trò trọng trách rất là quan trọng trong chính phủ, nhà nước, cấp rất là cao, đến những bạn sinh viên mới ra trường hoặc là những chủ doanh nghiệp, công ty startup. Thì chị thấy trời ơi, mọi người đều như nhau à. Mình nhìn mọi người thành công như thế, lên báo nhiều như thế, có rất nhiều sở hữu, rất nhiều bất động sản, nhưng mọi người có hạnh phúc đâu. Thế thì cái đích đến của mình trong cuộc sống này là gì? Mình hạnh phúc này, mình có được nhiều cái trải nghiệm giá trị, và mình sống một cái cuộc đời ý nghĩa. Mai Anh là coach về sự tự tin, thì chị hiểu là em sẽ giúp cho rất nhiều bạn có được cái sự tự tin. Và chị nghĩ đấy là bước đầu, đấy là bước đầu tiên, và chị nghĩ cũng là quan trọng nhất để một người có thể sống được một cái cuộc đời ý nghĩa. Vì họ phải biết được là bản thân họ là ai này, họ giá trị cốt lõi của họ là gì, điểm mạnh, điểm hạn chế, và họ nên ở cạnh những người như thế nào. Bởi vì Manh có vừa nói đấy, là 5 người ở gần bạn nhất hoặc là hay trò chuyện với bạn nhất sẽ nói lên bạn là ai. Và rất nhiều bạn, khi chị ngồi cùng thì bạn ấy bảo là 5 người gần em nhất là bố em, mẹ em, chồng em, con em và một cô bạn thân 10 năm. Thế thì Manh có thể nhìn thấy những người mà thường xuyên và tác động lớn đến tư duy của bạn là những người quá là thân thuộc và ở bên cạnh, và đôi khi cái tư duy không có cởi mở, sẽ không thể mở lối đi cho những cái thứ mới. Đúng rồi, làm sao được, đúng không? Nếu mà bây giờ mình muốn xây dựng sự nghiệp, chị ví dụ đi, lại quay trở lại ví dụ một bạn nhân viên trong lĩnh vực marketing chẳng hạn, thì ngoài việc có gia đình là điều tất nhiên, ngoài việc có sếp, có đồng nghiệp, thì bạn ấy có thể cần có những người mentor trong lĩnh vực marketing, đúng không? Có thể đi đến những cái sự kiện, những cái event để gặp các chuyên gia. Và thậm chí có những anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp tại nhiều công ty khác, họ đưa ra góc nhìn, à lĩnh vực dược phải làm thế này, lĩnh vực F&B phải làm thế này, rồi tiêu dùng nhanh thì phải làm thế này. Tự nhiên bạn ấy sẽ là một người mà có nhiều mối quan hệ hơn, có nhiều góc nhìn đa chiều và cái khả năng học hỏi
thích nghi nó sẽ càng ngày càng cao hơn. Và theo chị nha, một cái thứ mà chị quan sát được là mọi người phải thực sự rất là grow mindset. Tư duy phải phát triển, phải cởi mở, đừng vội phán xét ngay mà cứ lắng nghe, thử sai. Xong đấy thì cải tiến công việc của mình. Thì chị tin một cái bạn nha, kể cả là mới ra trường thôi, nhưng bạn ấy có cái sự grow mindset, có sự đồng cảm với sếp, với môi trường mới, có sự lắng nghe để hiểu xem văn hóa là gì. Và thêm nữa, tuyệt vời hơn nữa, nếu mà bạn ấy thực sự có được những mối quan hệ chất lượng ở bên cạnh mình, chị đang nói ở khía cạnh là professional network, những mối quan hệ chuyên nghiệp ấy, thì chị tin chỉ sau khoảng 3 năm, chỉ sau khoảng 3 năm bạn ấy hoàn toàn có thể thăng tiến hoặc là nâng cái level trong công việc của mình lên và chắc chắn sẽ thành công. Nhớ tới một cái meme ấy, em xem ở trên Instagram khoảng một tháng trước. Thì người ta có đặt ra một cái câu hỏi, đó là bây giờ cho bạn 1 triệu đô với cả việc bạn có 30.000 người bạn. Thế thì bạn sẽ chọn gì? Em chọn gì? Em? Không, em không vội trả lời bởi vì chắc chắn là em sẽ chọn 30.000 người bạn. Nhưng mà em đang muốn nói về một cái cuộc debate mà em đọc được ở comment. Tức là em rất hiểu về cái tính cộng đồng, nên là em cảm thấy là chắc chắn 1 triệu đô nó không có ý nghĩa bằng 30.000 người bạn, bởi vì còn nhiều thứ khác mà 30.000 người bạn có thể mang lại. Do em đọc ở comment, có người nói là chắc chắn 1 triệu đô rồi, bạn có ra tiền đâu. Thế là ở dưới có người reply nói rằng là thế bây giờ 30.000 người, mỗi người cho bạn 1 đô, bạn đã được 30.000 đô rồi. Và nói thật, 30.000 người ấy mà thân thuộc với bạn ấy, bạn tạo ra luôn một đội quân rồi, bạn tạo ra luôn khéo là một đất nước thu nhỏ rồi. Bạn nghĩ những cái đấy nó không phải là nguồn lực à? Em thấy là đấy là nó đang show ra cái việc là mình có một cái tầm nhìn rộng hay không. Nếu mình chỉ chăm chăm nhìn vào tiền, là tôi chơi bạn này, bạn ấy có mang lại tiền cho tôi không ấy, thì rất là khó để chúng ta có thể thực sự chúng ta khai phá được những cái nguồn lực khác trong xã hội. Chính xác, chính xác. Trong một cái video gần đây của chị, khi mà chị chia sẻ thì chị có nói là con người là cái tài sản vô giá. Vô giá bởi vì không có cách nào mà em có thể định giá được. Thế thì cho chị chia sẻ cái câu trả lời của chị nhé. Vì câu hỏi đấy chị thấy thú vị quá mà chị lại chưa đọc, hôm nay mai anh nói chị mới biết. Chị nghĩ là nó sẽ không có một cái câu trả lời tuyệt đối. Bởi vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là người đó là ai, và ngay thời điểm đó người đó đang cần cái gì. Có người mà họ đang gặp một cái nợ rất là lớn thì họ sẽ cần tiền. Có những người họ có thể là họ có quá nhiều bạn rồi, họ cũng không cần bạn, họ quá giàu cũng không cần tiền. Nhưng thậm chí nha, có những người họ có thể chọn 30.000 bạn, nhưng nếu họ không có kỹ năng, họ cũng không dành nguồn lực, thì chị không chắc họ có thể làm cho 30.000 người bạn đấy trở thành nguồn lực của mình. Nhưng mà trong 30.000 người bạn đấy sẽ có những người có kỹ năng và có thể training cho người này, hoặc là có thể thậm chí là đi làm luôn giùm người này. Hay như chị bảo là không có tiền đi, nhưng mà 30.000 đấy cho vay, mỗi người cho vay 1 đô, người 1 đô quá bé có thể cho luôn, tự dưng có 30.000 đô. Thì ý em là đúng là tùy thuộc vào cái nhu cầu, nhưng khi chị có network tốt thì dù nhu cầu nào của chị nó cũng đảm bảo được. Em thấy đấy là cái thứ mà chúng ta có thể suy về cả cái xã hội. Bởi vì con người có thể phát triển được. Tức là em đọc ở trong kiểu các tài liệu người ta nghiên cứu ấy, thì người ta thấy rằng là có rất là nhiều cái con vật to lớn hồi xưa từng bị con người thậm chí là làm cho tuyệt chủng rồi. Thì người ta bảo là con người nhỏ bé như vậy, nhưng cái sức mạnh của con người đến từ việc chúng ta liên kết được với nhau. Và liên kết được với nhau thì nó phụ thuộc vào cái khả năng giao tiếp, khả năng kết nối. Và nó là cái lý do mà cái empathy ấy, cái gọi là gì nhỉ, cái lòng sự đồng cảm, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, nó là cái thứ cài cắm ở trong gen của chúng ta. Bởi vì nhờ có nó thì mình mới có thể liên kết thành một cái đội quân, và đội quân này giúp cho mình sinh tồn. Em đấy là em thấy đây là sức mạnh. Và tiền bạc hay là địa vị nó chỉ là cái thể hiện cho cái giá trị thôi, tức là những cái thứ mà chúng ta cần để sống. Nhưng mà để đào sâu vào sau và trong đấy thì nó vẫn là những cái thứ mang lại bởi vì con người mang lại. Mà chị Ánh ạ, thật ra ấy, cái lý do hôm nay là em cảm thấy cái chủ đề nhảy việc
là một chủ đề mọi người sẽ rất là quan tâm ấy. Đó là bởi vì gần đây có một cái bài đăng. Bài đăng ấy nói rằng là nếu mà sau 35 tuổi mà còn đi xin việc thì không thể chấp nhận được rồi. Tức là người ta có một cái mindset, đó là bạn phải rất là có nhiều thành tựu ở trong những năm trước đấy. Đến cái mức là khi bạn đạt đến độ tuổi 35 thì headhunter sẽ phải tìm đến bạn vì cái danh tiếng của bạn trong nghề, vì những thành tựu mà bạn làm. Chứ đến lúc đấy mà bạn còn đi đổi công việc, rồi khi mà tôi nhìn CV của bạn, tôi thấy trong bằng này năm bạn nhảy 10 công việc, thì chắc chắn bạn không phải là một ứng viên lý tưởng của tôi. Thì tiện đây chị Ánh đã từng nhảy rất nhiều việc. Thì em muốn hỏi về cái quan điểm của chị về cái việc là 35 tuổi không nên đi xin việc nữa, nó là như nào? Khi mà Mai Anh hỏi câu này thì chị nhớ đến một cái cuốn sách mà chị đã đọc. Tên nó là Lean In, tiếng Việt là dấn thân của cô Sheryl Sandberg. Cô là cựu COO, giám đốc vận hành của Facebook. Thì trong cái cuốn đó nó có nói một ý về sự nghiệp, nghề nghiệp mà chị cảm thấy rất ấn tượng. Đó là mọi người hay nhìn cái sự nghiệp của mình theo một cái nấc thang. Tôi sẽ phải luôn đi lên, đi lên, đi lên. Nhưng mà quan điểm của cô Sheryl Sandberg có nghĩa là chúng ta hãy xem sự nghiệp của chúng ta giống như một cái khung leo trèo. Leo trèo có nghĩa là chúng ta có thể trèo lên, trèo ngang, trèo xuống, trèo sang một cái hướng khác để chúng ta có được cái sự tự do trong lựa chọn những quyết định liên quan đến nghề nghiệp của mình. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa thì có thể cái xu hướng công việc sẽ là theo chức danh, theo vị trí. Nhưng bây giờ đã có một cái xu hướng công việc rất là khác, đấy là một cái xu hướng skill based, tức là sẽ dựa vào những cái kỹ năng mà bạn có. Và bây giờ khi mình có AI, rồi mình có quá trời cái công cụ, thì đôi khi một cái công việc mà mình thấy rất chắc chắn trong quá khứ nó đã thay đổi rồi. Nên cái sự thích nghi, thích ứng và cái sự linh hoạt của các bạn thì chị nghĩ là phải rất là cao. Và nếu mà quay trở lại cái câu chuyện 35 tuổi gửi CV rồi đã đạt được thành tựu hay chưa ấy, thì nếu đứng ở góc nhìn của doanh nghiệp, chị thấy nó lại đi từ ý chí của người lãnh đạo rất là nhiều. Quan điểm về việc dùng người, quan điểm hoặc là những cái chiến lược về mặt nhân sự họ dùng. Bởi vì như chị biết nha, thì chị đã thấy có nhiều doanh nghiệp mà chị tiếp xúc thì chủ doanh nghiệp họ không quan tâm đến tuổi tác. Ngoài cái yếu tố quan điểm của chủ doanh nghiệp thì nó còn một yếu tố nữa liên quan đến ngành nghề, đến lĩnh vực. Bởi vì có khá nhiều lĩnh vực hoặc doanh nghiệp họ sẽ cần nhân viên của họ phải rất là bắt trend, sẽ cần phải trendy, sẽ cần phải thành thạo khá nhiều công cụ mà chắc chắn rồi, những bạn mà trẻ mới ra trường sẽ thạo hơn. Những người lớn tuổi thì đấy là một lợi thế. Nhưng mà không có nghĩa là những người sau 35 tuổi thì coi là một cái sự thất bại hay là một cái khó khăn đấy, chị nghĩ không phải đâu. Chỉ đơn giản là họ cần biết được là họ muốn một cái công việc như thế nào. Rồi công ty đó thì có thực sự phù hợp với họ về mặt văn hóa hay không. Và quan trọng nhất chị nghĩ là vẫn là cái giá trị mà người đó có thể đóng góp được cho tổ chức. Thì dù bạn ở độ tuổi bao nhiêu ấy, điều đấy nó cũng thực sự là không quan trọng. Và em có biết không, một cái người thầy, không biết, Mai Anh cũng có biết mà, Mai Anh có tham gia cái nền cùng với thầy Phan Văn Trường. Thì thầy có nói một cái nghịch lý mà chị cảm thấy khá là hay. Và sau cái chia sẻ đó của thầy thì chị cũng đã thay đổi góc nhìn của mình. Thầy nói là ở Việt Nam á, mọi người có một cái điều rất buồn cười là người 20 chỉ chơi với người 20, 30 chỉ chơi với 30, 50, 70, những ông già chỉ chơi với nhau. Và mọi người đang bị rất là ghét và rất là thiếu góc nhìn. Thế thì tại sao chúng ta không học hỏi lẫn nhau? Người 20 hoàn toàn có thể chơi với một ông già 70. Và ngược lại, ông già 70 hoàn toàn có thể học đội 20 ở cái góc là AI này, rồi là thiết kế này. Và thầy Trường là một minh chứng cho cái điều đấy. Chính người thầy đấy đã truyền cảm hứng cho chị cực kỳ nhiều. Và chị thấy là ôi, why not? Tại sao mình lại phiến diện như thế? Và có chăng nó là những cái định kiến của xã hội? Thì chúng ta hãy phá. Chị nghĩ là hãy bỏ cái tư duy đấy đi, vì chị nghĩ nó đã quá cũ rồi. Trời ơi, 35 hay 70 hay là 20, nó không hề quan trọng. Quan trọng nhất là cái giá trị bạn thực sự tạo ra cho người khác là gì, và bạn có tự tin vào bản thân mình hay không. Chị nghĩ đấy là cái thứ mà mình cần phải đặt lên hàng đầu thay vì vấn đề tuổi tác, vì nó chỉ một yếu tố rất là nhỏ. Có một cái điều này em thấy hơi tò mò thôi. Đó là em thấy có nhiều người sợ là khi mà mình nhảy việc ấy thì mình sẽ mất hết các mối quan hệ với công ty cũ, như là mình sẽ không dám nói chuyện với sếp nữa, hay là đồng nghiệp cũ của mình thì bây giờ không còn là bạn bè với nhau nữa, bởi vì chả có cái mối liên hệ nào mà. Thì chị có nghĩ rằng đấy là một cái điều chắc chắn sẽ xảy ra khi mà mình nhảy việc không? Đây là một cái câu hỏi mà khá nhiều người hỏi chị, và chị nghĩ nó cũng khá là dễ xảy ra đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất nha,
chúng ta sẽ cần lưu tâm đến cái lý do mà chúng ta nghỉ việc. Thực ra nó khá là quan trọng và chị nghĩ là đấy là một cái thời điểm rất là nhạy cảm. Bởi vì tất nhiên chúng ta có rất nhiều lý do, ví dụ như không phù hợp này, hoặc là trường hợp tệ hơn là có thể các bạn gặp rất nhiều mâu thuẫn hoặc là xung đột nặng nề với sếp. Thì chị nghĩ là mối quan hệ đó sau này các bạn muốn duy trì lại thì nó cũng sẽ cần thời gian. Thế nhưng mà đôi khi với những bạn nghỉ việc với những lý do đơn giản là không phù hợp hoặc nó nhẹ nhàng hơn, thì theo quan sát của chị thấy là các bạn vẫn có khả năng giữ mối quan hệ rất là tốt với đồng nghiệp và với sếp. Và nếu như bạn nào còn có một cái góc nhìn là nếu mà mình nghỉ công việc này, mình sẽ không thể tiếp tục làm bạn với những người đồng nghiệp cũ của mình nữa, thì chị nghĩ các bạn nên bỏ cái suy nghĩ này. Em thấy là khi mà mình có cái suy nghĩ đấy, đúng, chắc chắn mối quan hệ đấy nó cũng đi luôn rồi. Chính xác. Bởi vì mình đã không có cái nhu cầu để mình kết bạn với họ nữa, mình không có nhu cầu để mình níu giữ họ nữa, thì mình sẽ tự khắc mình vô thức đẩy họ ra thôi. Và họ thấy mình đẩy họ ra thì họ cũng ra luôn. Cho nên là em thấy là cuối cùng vẫn là người với người. Đúng giống rồi. Như kiểu tôi chơi với một người này bởi vì là tôi thích người đấy, người đấy cũng thích tôi, thế là chơi với nhau. Còn tôi đã cảm thấy là tôi không có nhu cầu để cho người đấy vào cuộc sống của tôi thì rồi cái việc kết thúc nó cũng sẽ đến. Thế bây giờ em có một cái câu hỏi nó signature của chương trình nhé, mà cái tập podcast nào em cũng sẽ hỏi mọi người, đó là khi nghĩ về 10 năm nhảy việc của mình. Thôi thì 5 năm đầu đi, 5 năm cuối có vẻ khá là em đẹp, kiểu em đẹp đúng okay. không? Nghĩ về 5 năm đầu nhảy việc liên tục của mình để đi tìm một công việc phù hợp. Nếu giả sử bây giờ chị so sánh mình với một loài động vật, chị sẽ thấy là tâm thế mình lúc đấy nó giống cái loài động vật nào nhỉ? Wow, khó thế. Khó thế. Tự nhiên chị lại nghĩ đến không chính xác một con nào nhé, nhưng lại nghĩ đến nhóm lưỡng cư. Nhóm lưỡng cư là một nhóm có khả năng rất là linh hoạt cả ở dưới nước lẫn trên cạn. Thì chị thấy là bản thân mình là một người rất là linh hoạt và cởi mở. Mình đến môi trường nào mình cũng cố gắng để mình thích nghi, để mình hòa nhập và để mình có thể làm cái việc tốt nhất có thể. Thì chị nghĩ là với các bạn trẻ thì lúc mà chúng ta mới ra trường, mới bắt đầu cái sự nghiệp của mình, ngoài cái những câu chuyện mà mình vừa chia sẻ từ đầu nha, thì chị nghĩ một yếu tố khá quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn bây giờ, đấy là mọi người phải có được cái sự thích nghi chứ không bị cứng nhắc và dập khuôn. Tức là trong giai đoạn đấy là chị cảm thấy mình linh hoạt, đó là bởi vì môi trường ép cho chị trở nên như thế, hay là chị tự xác định một cái tâm thế linh hoạt để mình tìm một cái công việc phù hợp? Chị nghĩ là cả hai đấy, cả hai, nhưng yếu tố lớn hơn thì chắc hẳn là do bản thân mình. Vì đấy, chia sẻ với em là mình cũng rất háo hức với những thứ mới. Cộng thêm với việc mình được đi gặp nhiều người, mình thấy ô họ hay quá, thì mình thấy là nếu mà mình nghỉ việc ở đây thì mình cũng có rất nhiều cơ hội khác. Đấy là sức mạnh của kết nối, nên chị cũng cảm thấy rất là thoải mái, rất là không phải có gì phải suy nghĩ hết ý. Khi mà mình nghỉ việc hay nhảy việc. Đó. Bây giờ cũng đến cái thời điểm mà kết thúc cái tập podcast này rồi. Thì em cũng cảm thấy khá là happy khi mà nghe chia sẻ của chị. Bởi vì chị không phải là một thế hệ Gen Z nhảy việc như mọi người hay bảo là Gen Z lúc nào cũng nhảy việc. Mà khi nghe chia sẻ của chị, em thấy là đằng sau những cái việc mà mình đi tìm cái ikigai cho cuộc sống của mình, đi tìm những cái công việc phù hợp ấy, mình luôn có những cái lý do chính đáng và là ưu tiên của mình ở cái thời điểm đấy. Và không có một người nào có thể nói cho mình là điều gì mới là quan trọng hơn. Thế thì bây giờ chị có một cái lời nào chị muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ? Và các bạn đang lo lắng là bây giờ tôi mà nghỉ công việc này thì liệu mọi người đánh giá tôi không? Hay liệu tôi có thể tìm được một cái công việc nào khác nó tốt hơn, nó phù hợp hơn cho tôi không? Thì chị nghĩ là chị sẽ có cái lời khuyên nào cho các bạn đấy? Nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn trẻ ở ngay thời điểm này, thực sự đây là kết thúc cái podcast rồi và chị cũng cảm thấy rất vui vì được trải lòng cực kỳ nhiều thứ cùng với cả Mai Anh. Thế thì chị sẽ có hai điều muốn khuyên các bạn thôi. Điều đầu tiên chị nghĩ là các bạn sẽ cần phải rất là tự tin vào bản thân mình. Vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn cần phải hiểu được điểm mạnh của mình là gì, điểm hạn chế của mình là gì. Cần phải nỗ lực để tìm ra được cái con đường mình muốn đi là gì. Bởi vì mình phải biết mình là ai, mình muốn cái gì, thì mình mới có thể tương tác và kết nối với người khác. Và mình mới có thể sống được một cái cuộc đời trọn vẹn mà mình mơ ước được. Nên cái đầu tiên là phải tự tin vào bản thân mình. Ở đấy, nếu mà cần gì thì tìm đến coach Mai Anh. Còn cái điều thứ hai nữa, chị nghĩ là sau khi mà mình đã
tự tin rồi đấy, mình đã biết là mình cần gì, mình muốn gì. Thì điều thứ hai, theo chị trong những năm đầu khi mà đi làm, các bạn cần phải tìm được một người sếp xịn. Sếp xịn là như thế nào? Sếp xịn là người mà có chuyên môn. Sếp xịn là người sẽ biết dùng mình, sẽ biết lắng nghe mình, sẽ biết được là à, đặt em vào vị trí nào là phù hợp. Thì chị tin là với sự tự tin này, tất nhiên chuyên môn của các bạn thì các bạn phải không ngừng cải thiện mỗi ngày rồi, và các bạn có một cái người sếp tốt nữa, thì chỉ trong khoảng 3 năm thôi, nếu như các bạn thực sự tập trung, thì chị nghĩ các bạn đã bắt đầu gặt hái được những cái thành công trong sự nghiệp của mình rồi. Và cũng đừng quên là mình phải có những cái network ở bên cạnh mình, mà đặc biệt là network chuyên nghiệp, bởi vì những người đó sẽ là những cánh tay nối dài của mình, sẽ là những cái nguồn lực để mình có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Và chị chúc cho các bạn sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong thời gian tới. Rất cảm ơn chị Ánh vì đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay và chia sẻ rất là chân thành. Thì tất cả những điều mà chị nói về connection là sự kết nối, rồi thì cách mà tạo các mối quan hệ, rồi cách mà mình nên đối xử với nhau như con người và mình không ngừng tiến bộ, không ngừng học hỏi. Em nghĩ đây là những cái điều rất giá trị cho các bạn trẻ hiện nay. Thì mọi người đều nên sắm sửa cho mình những cái bộ kỹ năng và sắm sửa cho mình cả những cái mối quan hệ chất lượng như thế. Thì rất là cảm ơn chị vì đã tham gia tập podcast ngày hôm nay. Em cũng chúc chị Ánh là ngày càng tạo ra được nhiều mối quan hệ chất lượng và ngày càng hỗ trợ được mọi người có cái khả năng kết nối và cũng xây dựng những cái sự nghiệp bền vững cho mình. Chị cũng cảm ơn Mai Anh đã mời chị tham gia podcast ngày hôm nay và chúc cho Mai Anh sẽ tự tin hơn. Không chỉ tự tin cho bản thân mình nha, bởi vì bây giờ đã quá tự tin rồi, nhưng mà phải giúp được cho nhiều bạn hơn nữa cũng có được cái sự tự tin, bởi vì chị nghĩ đấy là cái bước đầu để các bạn có thể sống một cái cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa. Và cũng xin chúc cho các bạn đang theo dõi kênh sẽ có thật nhiều nhiệt huyết, có thật nhiều sức khỏe, và thời gian tới các bạn sẽ có những cái công việc mà phù hợp và gắn bó. Nhảy việc ít ít thôi nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bạn vừa nghe Trải Để Nghiệm, podcast về những trải nghiệm ít được nói ra trong cuộc sống, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên Spotify và YouTube. Nếu bạn có câu chuyện muốn kể, hãy điền vào biểu mẫu ở phần mô tả nhé. Và nếu bạn cần sự trợ giúp để tháo gỡ những vấn đề khó kể ra trong cuộc sống, thì hãy tìm đến mình tại website coachmaanh.com.